người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hồn, bờ môi tắt hẳn nụ cười, giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương. Ông ơi, ông ơi, cái gì vậy? Trời, ai đây? Trời đất ơi, đi đâu vậy ông ngoại? Vô đây làm cái gì? Dạ, xin ông anh làm ơn làm phước giúp đỡ cho đàn em chút đỉnh tiền, địa chỉ của ông anh em trọn đời ghi vào sổ. À, thì ra ăn xin đi hả? Dạ không nè, ăn mày. Ăn xin ăn mày mấy thứ? Dạ hai thứ. Ăn xin là mới học nghề, còn ăn mày mới cao cấp. Trời, ăn xin mà cao cấp. Nhìn anh tôi mắc cỡ quá. Vậy sao mắc cỡ? Ăn xin là khi nào người ta già yếu, hay là ta bị tật nguyền, làm ăn không nổi, kẹt lắm người ta mới xin. Dạ. Còn cái thân anh kìa, trời ơi trời, anh giật trâu trâu cũng chết này, xin ai cho ông nổi. Nói ông thông cảm chứ tướng tá em dạm dở cái gì, chứ em bị mất sức lao động đó. Mất sức lao động là sao? Dạ là đôi tay em không còn cảm giác nữa. Tại sao vậy? Dạ tại bị nhức răng á. Trời ơi, xạo nữa thấy chưa? Nhức răng mà làm gì mất cảm giác đôi tay. Dạ em đâu có xạo đâu. Để cho kể cho ông anh nghe nè. Có một buổi chiều mưa khi nắng ngã về tay. Trời, văng nữa. Em bị nhức răng cắm á, nên mới đi nhổ. Nhưng khốn khổ thay vì không có tiền đến nha sĩ. Nhổ mấy người quảng cáo ngoài đường nó bị chạm với thần kinh số 7 và mất cảm giác luôn à. Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Dạ. Đây tiền đây. Dạ đâu? Trời ơi. Mất cảm giác mà đưa tiền cái đâu? Quýnh ta đâu vậy? Tiền không chớp cái gì chớp bây giờ? Trời ơi, tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà tôi ngay. Đi xin thì ra ngoài đường xin. Làm gì vô nhà người ta xin gì ông nội? Đi ra. Ăn xin ra ngoài đường rồi, ăn xin tầm thường, còn vô nhà mới là quý tộc chứ. Xin trong nhà chắc ăn hơn nhà. Xin mà quý tộc nữa hả? Ủa mà sao cái cửa tôi khóa mà sao anh vô được? Đi leo tường. Trời đất ơi, ăn xin mà leo tường. Ừ. Leo tường là ném gì ăn trộm được không? Nè, đừng có xúc phạm với danh dự thằng này nha. Đời của thằng này chỉ ăn xin thôi. Ăn xin không được thì ăn vạ thôi à. Trời. Nằm vạ xuống lần hả? Ê, ủa ăn vạ thiệt hả? À, cho đứng tiền mới đi. Đứng dậy liền. Đứng không. Dậy ra khỏi nhà tôi mau. Cho tiền mới đi à. Đứng dậy. Không, cho tiền mới đi. À, được rồi, cho tiền mày. Chúa tiền này. Chúa tiền này. Anh hai phải không? Ủa? Ai mà biết tôi vậy ta? Trời ơi, làm bộ hoài. Ba nè. Ba hả? Dạ. Không phải đâu, đừng gạt tôi. Ba tôi già lắm, chết lâu rồi. Trời ơi, thôi cha ơi, cho diễn hoài cha ơi. Thằng ba nè, thằng ba dịch nè, em của anh là hai gà nè. Đúng rồi, gia đình dịch gà. Ba em. Cười đi em, cười đi. Lâu lâu anh em gặp nhau vui quá, cứ cười đi em. Cười nữa đi em. Ngứa quá. Anh mặc cái áo gì ngứa quá hả? Ủa chứ không phải là em gặp anh mừng anh cười hả? Mừng gì trời ơi, cha mặc áo gì mà ngứa quá chịu không nổi luôn à. Trời, giải này Sài Gòn Chợ Lớn chưa chắc gì có cái em. Đâu phải giải thường đâu. Giải gì hả? Xoa xít bố. Trời ơi, lấy cái bao bố quấn vô nữa xoa xít. Ủa rồi cái bộ đồ tôi cho anh hôm bữa đâu? Anh tặng người ta rồi. Anh tặng cho ai? Tặng cho ông già kia kìa. Trời, ông khổ lắm. Thấy người ta khổ anh chịu không nổi anh mới tặng luôn đó. Phải không? Ừ. Thiệt không đó? Thiệt. Hay là anh thua bài hết rồi? Ai nói? Cái thằng nào con nào đó tao quýnh bài. Nó tao giải cho mặt tao liền. Quýnh bài nào? Ai nói? Người ta đồn với anh là đồn quan cho anh rồi. Ai nói? Nhưng mà tôi hỏi anh nè, tại sao anh cứ tới nhà tôi xin tiền hoài vậy? Bữa trước tôi cho anh rồi mà anh tới hoài à. Ủa? Ở đây nhà của em sao? Nhà tôi nè. Trời, đâu có tính vô nhà em đâu. Cũng tại con mắt quán gà này mà khổ vậy đó. Thôi cha, đừng nói dốc cha. Mắt anh lúc trước đâu có quán gà đâu. À, chắc tại thức đêm đánh bài nhiều quá được mắt bị quán gà phải không? Đâu có, thức đêm đánh bài đâu có đến nổi đâu. Đằng này á, anh bị tụi nó chặt heo. Heo đỏ nó chặt đã đành rồi, tới con heo đen nó cũng chặt luôn nữa. Chặt riết rồi tối tâm mặt mày không quán gà sao được em. Thấy không, hết chối rồi phải không? Gì?
đánh bài, trời ơi, đánh bài tôi nổi thân tàn ma dại mà cứ đánh hoài, không có nghe lời khuyên của tôi gì hết trơn á trời à. Giờ tôi không có cho anh tiền nữa đâu. Em, đừng có nặng nhẹ anh nữa mà. Anh không tới đây để xin tiền em đâu. Vậy chứ tới đây làm gì? Mượn tiền. Trời. Mượn khác xin khác à. Mượn thì trả, còn xin thì xù. Mượn để làm chi vậy? Mượn gỡ. Gỡ gì? Nè, 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 tôi cho anh hay nha. Anh nghe rõ nè. Tôi không có tiền dư để anh xin anh mượn mà anh đi gỡ bài bạc gì hết. Anh bước ra khỏi nhà tôi. Người đâu? Tiễn khách. Đừng xa anh đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa anh khi anh đang hết tiền. Hãy đưa đây cho anh mượn đỡ mấy trăm nghìn đi. Và anh hứa anh sẽ ra đi. Đừng than vãn chi anh hãy xéo ra khỏi nhà tôi. Tiền cho anh bao nhiêu cũng chẳng còn. Giờ đây thôi chia tay tôi đã chán anh từ lâu. Đừng than vãn, đừng than vãn chi anh. Ba Dịch, nỡ lòng nào đuổi anh cho ba Dịch giúp đỡ anh đi Dịch ơi. Khóc à. Anh khổ quá Dịch ơi. Kệ anh. Ba Dịch, đừng nói nhiều, ra khỏi nhà tôi ngay. Tao với mày hai đứa là anh em. Anh em rồi sao? Tao ôm loài xương. Sao chẳng đồng lòng mày. Mày nó ấm ăn cơm sao nỡ đành tâm để tao xin dương bên đường. Tôi có tiền đợi cho anh đi. Tôi để dành ăn chơi. Trời ơi tàn nhẫn quá. Cho sướng đời tôi ai biểu anh dài khờ. Mày dài khờ gì? Ngày xưa đó anh cũng là tỷ phú, ai biểu nhào vô con ma bài đành phải thiêu tung. Ba Dịch, giúp đỡ cho anh mượn một lần nữa thôi, mượn chút đỉnh nữa thôi ba Dịch. Không bao giờ cho anh mượn, ra khỏi nhà tôi ngay. Trời ơi, đi liền. Nếu không có tiền sao? Trả nợ làm sao anh dám về? Lạc kệ anh chứ. Vì thằng Tư Bua nó đòi cắt lỗ tai anh. Ráng chịu không có nói nhiều. Nếu không có tiền thì em ơi chắc anh trở thành si can hen. Vì xã hội đen nó hâm anh hoài luộc chính bây giờ. Giúp đỡ anh là người thôi ba Dịch. Không, anh không nói nhiều. Ba Dịch đành lòng sao em? Thôi anh đi liền, đừng mong chi trở lại. Bao nhiêu ân tình là hư ảo anh ơi. Đường anh đi, còn nhà tôi ở. Chỉ mong sau này đừng ghé vô đây. Ba Dịch, không nghĩ tới tình cốt dục sao em? Thôi, anh nhây quá, anh nhây quá. Đi. Trời ơi, nỡ lòng nào đẩy anh ra khỏi cửa, lạnh quá em ơi. Lạnh kệ anh, người đâu, tiễn khách. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ đây rồi thoáng cửa chim bao. Nhà anh rất rưỡi hư hao. Tiền tôi dư giá mấy bao. Cớ sao mình chẳng được xài chung? Dám xài chung đâu. Tiền người ta mà xài chung. Tôi biết rồi. Biết gì?
cuộc sống kiếm tiền chia cách đôi ta. Cờ bạc rượu chè khiến tình thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường tôi vì vút hòn đá. Đớn đau này muốn kiếp không nhòa. Thôi, nhây quá. Đi, người ta còn ngủ để chiều người ta lấy sức đi làm nữa chứ. Khỏi ngủ mày. Gì vậy? Tao cho mày hay tao quê rồi. Trời. Ăn không được phá cho thôi, không đi đâu hết. Tao ở lại đây nè. Ở lại làm gì? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, không có chuyện gì nói với anh nữa đâu. Còn đi liền. Chứ, còn chứ mày. Cười cho ho đi. Ừ, cười đau khổ là phải ho. Tao phải ở lại đây, nhắc cho mày nhớ cái chuyện ngày xưa. Ngày xưa? Ừ. Ngày xưa là chuyện gì? Trời, mày quên hả? Trời ơi, mày giả nai với tao hả? Đây nè, mày quên, tao sẵn sàng nhắc cho mày nhớ. Sao? Ngày xưa, khi ta sung sướng bánh bao một thời. Rồi sao? Thì chiếc xe đêm trên môi ba số chỉ ăn nhà hàng. Kệ chứ. Nè, còn mi nghèo sơ, mi đi bán bao tiếng rau gạch hò hè. Mỗi người có thời. Thấy vậy ta thương, ta mới cho tiền, bây giờ bị phản ta. Người ơi, chớ nhắc chi chuyện cũ rồi. Có chuyện cũ nó có chuyện mới chứ. Chớ mong tiền tôi mọc xỉa ra cho. Tại anh không chịu làm anh đứng đắn, chỉ lao vào canh bạc đỏ đen, thì tiền mất thêm tật phải mang. Thôi, gì hết thồn vậy cha? Đừng nói nữa. Nhậu riết còn khùng. Nói ra đây không phải để em thương đâu, chứ anh ân hận dữ lắm. Ân hận gì? Cũng vì cờ bạc rượu chè mà chị của em đó, nó có chồng khác rồi. Con anh bây giờ không biết ở đâu nữa. Bây giờ đời anh khốn khổ, chỉ còn lại một mình em thôi ba. Thôi khỏi, tôi cũng sợ anh quá rồi. Sợ ta? Ừ. Ai cũng sợ ta. Cười kép độc nữa. Cười cho ho đi. Hèn gì người xưa đó phải lắm mà. Trời, bây giờ nói chuyện người xưa nữa hả? Người xưa nói sao? Đường thương đâu đầy ai dân gian, ai chưa qua chưa phải lần. Phận đời trong thói đời, cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi nhau tình nghĩa, giờ giàu sang quên nghĩa anh em, còn cay đắng cho nhau. Rồi cảm ơn anh. Chịu đi rồi, khỏe quá. Em kêu anh lại đó hả? Đợi quá. Gì kêu tôi vậy? Tôi kêu anh hồi nào? Đừng có làm bộ. Thôi đi cha nội. Thật phụ phàng. Thằng em ta giờ cũng xa ta. Ta cô đơn phủi phủi một mình trong thói đời. Thôi. Còn khúc nữa mà. Nhây quá. Hả? Anh nhây quá. Đi lẹ đi, lẹ cho tôi khỏe. Mệt quá. Nè, mày đừng ý mày giàu sang mà mày có thường những kẻ nghèo khó cho tao nghe. Mày có chừng nữa mày. Có chừng gì? Mày nhớ không, ngày xưa tao cũng giàu hơn mày nữa. Nhưng mà ngày nay tao trắng tay. Mày á, mày coi thường cái người nghèo với tao. Coi chừng mày có ngày đó, mày còn khổ hơn tao nữa. Tao nói thiệt với mày à, mày nhớ rằng. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Đừng có kêu căng, tao không có tiền, hồi đuổi tao cũng đi. Lúc mày khô nghèo, cần tiền đến nhà, tao chẳng tiếc chi. Rồi đây sang ca thấy mặt làm ngơ, quên ngày cửa hàng. Mày nhớ cho, mày là cát bụi, trở về cát bụi xin mày nhớ cho. Mày đuổi tao, tao cũng chẳng buồn, tao cũng chẳng buồn, xin đừng đuổi tao. Mày đuổi tao, tao cũng chẳng buồn, tao cũng chẳng buồn, xin đừng đuổi tao. Nhớ cho mày là cát bụi, chơi như cát bụi, xin mày
đen dở dở. Anh hai. Hả? Tôi nghiệp anh hai quá. Ba em, anh biết mà. Anh biết không bao giờ em để cho anh phải lang thang vất vả vậy đó. Cảm ơn em. Anh biết là em kiếm tiền cũng vất vả lắm. Dạ. Đưa cho anh chút đỉnh thôi. Đừng có đưa nhiều lắm. Đưa cho anh 9 triệu thôi. Còn 1 triệu gửi cho em cuối tháng nghe lấy. Gì? Tiền đâu mà tôi cho anh 9-10 triệu? Vậy chứ kêu anh lại làm gì? Tôi kêu anh lại là giúp đỡ cho anh. Thì đưa đây. Nhưng không giúp bằng tiền. Mà giúp bằng gì? Mà tôi giúp anh bằng có cái nghề đàng hoàng với người ta. Hả? Em giúp cho anh có cái nghề nghiệp đàng hoàng. Đúng. Anh mừng quá. Nhưng mà anh phải hứa với tôi, từ nay trở đi bài bạc rượu chè anh bỏ tôi mới giúp. Biết rồi, anh hứa bỏ mà. Nhưng mà em giúp cho anh nghề gì đây? Bây giờ tôi sẽ giúp cho anh học nghề sửa xe được không? Sửa xe? Ừ. Trời ơi em coi nè, tay anh mềm mại gì nè, thoăn thả gì nè, làm cái nghề mà nặng nhọc nó đâu là làm được. Bù lon con tán không mà nặng lắm. Vậy thì thợ may được không? Thợ may hả? Ừ. Thợ may ngồi mỏi lưng lắm em ơi. Vậy thợ điện được không? Anh nhát lắm, điện giật anh chết rồi sao? Thợ hồ được không? Thợ hồ leo cao chóng mặt lắm. Vậy thợ mộc? Thợ mộc cưa đứt tay anh sao? Vậy ăn nằm ở không được không? Được. Thấy không? Chuyên môn làm biến cơ mà, nói ra cái được. Anh vừa phải tôi nghe. Sao nghề nào anh cũng chê hết trơn vậy? Tại anh thấy mấy nghề đó không hợp với anh mà. Có cái nghề này của anh nè. Gì? Em giới thiệu anh làm cái nghề người mẫu biểu diễn thời trang đi. Vậy? Trời ơi, trời ơi, cái tướng anh mà biểu diễn thời trang. Em đừng có hiểu lầm nha, anh có năng khiếu lắm á. Anh chuyên môn thiết kế về cái thời trang mà. Đồ anh đang mặc anh thiết kế không đó. Vậy hả? Bộ này là tự tay anh thiết kế nè. Còn mấy bộ ở nhà nữa để bữa nào mặc cho em coi. Chà, mấy bộ kia chắc toàn là siêu bao bố không hả? Đâu có, nhiều loại lắm. Bộ này thì bằng siêu bao bố không? Ờ. Còn bộ kia thì bằng cạc tông. Ờ. Có bộ thì bằng bao ni lông. Anh còn nguyên bộ bikini đó, bữa nào mặc cho em coi bằng lá cây không? Trời ơi trời, anh nói tôi mọc ốc hết trơn à. Bikini mà bằng lá cây. Ờ, đẹp lắm. Thôi khỏi. Bây giờ không có nói nhiều. Tôi hỏi anh là từ nay trở đi anh có học nghề không? Nếu mà không học thì đường ai nấy đi, không nói nhiều, mai mốt đừng bao giờ xin tiền tôi nữa. À, khoan, được mà anh nghe lời em mà. Em muốn anh học nghề vậy cũng học nghề chứ rồi á. Trên trang cái cảnh sống kiếp lang thang không vợ không con này quá rồi. Ai nói hả? Ai nói anh không vợ không con? Vợ anh bỏ anh đi lấy chồng khác lâu rồi mà. Không, anh đừng hiểu lầm chị. Chị với hai cháu hiện giờ đang ở nhà tôi nè. Hả? Vậy hả? Ừ. Cho anh gặp chị chút xíu đi. Khỏi gặp mất công. Bữa nay về dây ngoại chơi rồi. Trời ơi anh mừng quá. Anh tưởng vợ anh có chồng khác luôn chứ. Đó, bây giờ tôi tính về. Bây giờ tôi rước anh với chị hai đứa cháu về đây ở với tôi. Có cơm thì mình ăn cơm. Có cháo thì mình ăn cháo. Hả? Có muối thì mình ăn muối. Có ớt thì mình ăn ớt. Ủa? Sao nãy giờ không nghe thịt cá gì hết trơn cái đội mà nghe muối với ớt không vậy? Trời ơi tôi ăn chay trường mà làm sao có thịt cá được anh hai. Anh quên rồi hả? Thôi vậy cũng được. Bây giờ anh nghe tôi nói nè. Em nói đi anh nghe nè. Từ rày anh ơi xin ghi nhớ câu, bạc bài thôi xin anh hay lánh xa, ráng học một nghề để tạo dựng tương lai, trong tay có nghề nghiệp mới là thêm vinh. Nhớ tình em anh xa nơi tối tăm, nguyện cùng em hằng say say ước mơ, rằng chiều cô cùng sẽ có tiền mai sau, mua xe mua nhà sống với vợ đẹp con tình. Vậy là vui vẻ nè phải không? Vui quá em ơi. Rồi thôi bây giờ tôi về quê tôi rước chị hai đứa cháu lên đây ở với mình luôn. Khoan, chờ anh đi với ba dịch. Ba dịch, chờ anh với ba dịch.